Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 23 của tiểu thuyết Ông cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 24 của tiểu thuyết này. Số nhân viên CIA của Mỹ ở miền Nam đã lên tới 10.000 tên. Nhân dịp thiệu củng cố bộ máy chính quyền, chúng đã xâm nhập vào hầu hết những cơ quan quân đội chính quyền chúng lũng đoạn khắp nơi chúng tung tiền khuyến khích những chính khách con buôn lập thật nhiều tổ chức chính trị đảng phái thiệu kỳ đều hoang mang vì những tổ chức chính trị mọc lên như nấm mà chính quyền không sao kiểm soát được một bữa hai long hỏi okono khắp sài gòn chỗ nào cũng có những tổ chức chính trị nhận tiền trợ cấp của cia rất nhiều tổ chức ma chỉ có tên mà không có người làm như vậy nhằm mục đích gì ông linh mục lắc đầu rồi giải thích đây là chính sách dùng ngựa bầy của ông già Bân Cơ. Ông già áp dụng cách gọi là đa số của những thiểu số. Ông ta muốn có nhiều lực lượng, nhiều lá bài dự trữ để chi phối tình hình theo ý muốn và không cho ai bắt bí mình. Điều đáng lo ngại là, theo nhiều nguồn tin của cụm, CIA bắt đầu nắm chắc bộ máy an ninh mật vụ của Thiệu. Chúng đang dùng lại những tên mật vụ của Nhu Cẩn đã bị bắt hoặc thất sủng sau ngày đảo chính diệm bọn này hầu hết là những tên đầu hàng đầu thú rất nguy hiểm đối với các cơ sở cách mạng trong nội đô thắng cho anh biết tin có người đã gặp dương văn hiếu và tá đen ở sài gòn hai long hòe thắng duật đều qua tay thẩm vấn của hiếu và tá ở trại tòa khâm chúng không kết tội được họ nhưng trong đầu óc chúng chắc còn nhiều nghi vấn đáng chú ý nữa có tin trần kim tuyến đã trở thành một chuyên viên tin cậy của cia tuyến am hiểu tình hình chính trị miền nam thâm hiểm và có đầu óc tổ chức. Trước đây, khi còn phụ trách sở nghiên cứu chính trị thời diệm, Tuyến đã xây dựng một mạng lưới mật vụ dày đặc trong toàn thể bộ máy chính quyền, kiểm soát tới từng người và nắm khá chắc những biến động chính trị. Trong thời gian đó, Tuyến đồng thời nắm cơ quan trung ương tình báo và chỉ đạo những hoạt động của tổ chức này. Nhu gạt Tuyến vì nghe lời vợ. Lệ Xuân biết Tuyến đã khuyên Nhu nên cho mình xuất ngoại. Không dùng Tuyến, chế độ diệm đã làm tan vỡ cả một mạng lưới mật vụ đắc lực Tuyến vốn gắn bó với tình báo Anh Nên một thời gian dài Sau khi bị thất sủng với chế độ diện Vẫn không được Mỹ tin dùng CIA phải sử dụng Tuyến Là chúng đã nắm được vai trò lợi hại của Tuyến Lại có thêm một chuyện Khiến hài lòng phân vân The Jager đã viết thư báo tin Trong tháng 9 sẽ đi công du châu Á Thế nào cũng có dịp ghé qua Sài Gòn Để gặp Anh The Jager lúc này là chủ tịch hội Thái Bình Dương tự do và cố vấn chỉ đạo của tổ chức Liên minh Á Châu chống cộng. Khi tới Jakarta, De Gơ lại báo tin cho Hai Long biết mình sắp tới Sài Gòn và thế nào cũng nhờ anh đưa gặp Thiệu. Từ trước tới nay, những thư từ sách báo của De Gơ gửi cho mình, Hai Long thường đưa cho Thiệu xem. Chính anh đã giới thiệu Thiệu với De Gơ. Anh cũng báo tin này cho Thiệu hay. Cuối tháng 9, vẫn không thấy De Gơ xuất hiện. Anh không hiểu tại sao lại có sự chậm trễ này. Khi hỏi Okono, anh mới biết Đờ Gia đã ghé qua Sài Gòn từ trung tuần tháng 9, chiều lại ít hôm rồi về Mỹ. Ông Linh Mục cho rằng Đờ Gia Gơ qua ít thời giờ nên không kịp tới thăm anh. Hai Long tìm hiểu, biết rằng khi Đờ Gia tới Sài Gòn, Thiệu đã cử Kiểu ra đón tại sân bay và đưa về Dinh Quốc Khánh gặp mình ngay. Chuyện này Thiệu không hề nói cho Hai Long biết. Và tại sao? Der De không thực hiện đúng hẹn với anh Mà không hề có một lời giải thích Phải chăng đây là lối xấu chơi Của hai nhân vật chống cộng Thiệu muốn hớt tay trên của anh Để giữ độc quyền quan hệ Với một nhân vật cầm đầu chống cộng Cũng có thể là Der Zager sau khi tiếp xúc với Thiệu Cảm thấy đã đặt yêu cầu tìm hiểu tình hình Nên thấy không cần gặp Hai Long nữa Nhưng anh cũng không thể không nghĩ tới trường hợp CIA đã thông báo cho Thiệu Hoặc Der Zager Những nghi vấn đối với anh Nên Der Zager bỏ ý định gặp anh hai long nghiêng về giả thuyết đầu tiên. Đây là tính lắt léo cố hữu của Thiệu. Thiệu muốn hạ thấp vai trò của anh trước mắt Đờ Ra Cơ. Thiệu muốn giữ riêng những tin tức Đờ Ra Cơ cung cấp cho mình lúc này và cả trong tương lai. Anh ít tin vào giả thuyết thứ hai, vì Thiệu vẫn tỏ ra hoàn toàn tin tưởng dựa vào anh trong những việc lớn. Và nếu Đờ Ra Cơ biết đang có nghi vấn về anh, thì ông ta chẳng dạy gì né tránh để anh cảm thấy nguy hiểm mà đối phó vào trường hợp này ông ta phải giữ thái độ bình thường để xe tiếp tục dùng những thủ đoạn phản tình báo với anh nhưng nếu đây lại là một hớ hênh của xe vì chúng không phải lúc nào cũng tài giỏi hài long viết cho đỡ gia gơ mấy lá thư truy kích tới cùng vì sao đỡ gia gơ đã thất hẹn tới sài gòn mà không ghé tới gặp mình anh cần tìm cho ra nguyên nhân và đó cũng là cách chứng tỏ sự chân thành thẳng thắn của anh nhưng cả mấy bức thư đều chưa được trả lời hàng tuần từ washington trọng gửi báo cáo về đều đặn phái đoàn của trọng được các giới chức mỹ sốt sắng đón tiếp anh đã thu thập được những thông tin quan trọng theo quy ước những tin tức của trọng gửi về qua những đường khác nhau đều tới chỗ hai long báo cáo của trọng viết thành hai loại một loại hai long sẽ chuyển cho thiệu còn một loại anh giữ lại toàn bộ những tin tức này đều được chuyển về trung tâm hai long đem tới cho thiệu những báo cáo chứng tỏ khả năng hoạt động hữu hiệu và cần thiết của phái đoàn tại Washington. Cùng với những tin tức theo chiều hướng Mỹ buộc phải kết thúc chiến tranh Việt Nam, rút quân về nước, Việt Nam Cộng Hòa cần có đại diện của mình tại cuộc hòa đàm Paris, vì nó vẫn được tiến hành dù không có sự tham gia của Thiệu. Cùng với sự hối thúc của tòa đại sứ Mỹ, Hai Long đã tạo nên một sức ép nữa với Thiệu từ những tin tức của trọng. Thiệu tỏ ra khá lì lợm. Thiệu rất lo lắng. Trong tình hình này, Mỹ có thể bất thần xuống tay với mình nhưng y vẫn cho rằng tới cuộc hòa đàm Paris trong lúc Johnson cần có hòa bình. Trong lúc Johnson cần có hòa bình bằng mọi giá trước ngày rời Nhà Trắng là một hành động tự sát. Hai Long không thể vội vã. Nếu không tạo được cớ xác đáng mà cứ thúc đẩy thiệu thì y sẽ sinh nghi. Máy điện thoại lại reo. Hai Long cầm ống nghe. Đầu dây phía bên kia là giọng nói miền trung của một phụ nữ. Tôi đề nghị được gặp giáo sư Vũ Ngọc Nhạ Dạ tôi đây. Xin chào giáo sư. Tôi là thư ký của luật sư Trịnh Ngọc Tường. Luật sư nói đã lâu ngày không được gặp giáo sư, muốn mời giáo sư ghé qua nhà chơi vào chiều nay hoặc sớm ngày mai. Anh đã nhận ra giọng Tú Uyên. Vì sao chị lại mạo nhận mình là thư ký của chồng? Nếu Tường muốn gặp, tại sao không tự mình gọi điện cho anh mà lại phải qua Tú Uyên? Từ bữa gặp Tường tới nay đã 3 tuần, nhưng anh vẫn nấn ná, chưa tới thăm gia đình chị nhờ bà nói với luật sư mấy tuần qua tôi quá bận nhất định chiều nay tôi sẽ ghé lại thăm luật sư dạ tôi đã nghe rõ kính chào giáo sư đã nhiều năm anh mới có những giây phút bồi hồi như sắp tới một nơi hò hẹn tú uyên từ trong ngôi biệt thự đi ra khi anh dắt xe vào bữa nay không có chiếc áo len khoác ngoài với chiếc áo lụa dài màu xanh ôm sát người và một chút xoan phấn trên mặt trông chị còn tươi trẻ hơn lần anh gặp đại đà lạt em tưởng anh đã quên cả đường và số nhà bữa đó em không thấy anh ghi lời chị bao hàm một sự trách móc nhờ trời tôi vẫn còn trí nhớ khá tốt vậy mà đã có đôi lần em nhìn thấy anh đi ngang nhưng anh không ghé vô em vẫn tưởng anh vô tâm nghe rồi quên ngay em ở tận lầu ba ngó thấy anh phóng xe qua muốn gọi cũng không kịp anh nhận thấy mình vừa trả lời một câu dại dột quả thật từ bữa gặp anh tường tôi rất muốn lại thăm anh chị sáng nay nghe tiếng chị tôi nhận ra ngay em cũng nghĩ là anh phải nhận ra mời anh lên nhà chị đi nép về một bên cầu thang nhường lối cho anh nhìn vóc dáng mảnh mai của chị anh lại nhớ tới cái cổ tay to xương đeo chiếc đồng hồ vàng của tường từ bữa đó anh không tin là chị có cuộc sống hạnh phúc với người chồng mà mình đã gặp khu cư xá này khá vắng vẻ họ chỉ gặp mấy đứa nhỏ chơi bi ở khoảng trống khá rộng giữa hai đoạn cầu thang những căn hộ họ đi ngang cửa đều khép kín vì bên trong dùng máy điều hòa nhiệt độ tú uyên đưa anh vào phòng khách rồi gọi người hầu gái pha trà hai long hỏi anh tường và các cháu đâu cháu lớn theo ba nó đi vũng tàu cháu nhỏ đang ngủ trong phòng hai long cảm thấy lúng túng chị đã chủ động mời anh tới trong khi chồng đi vắng anh làm ra vẻ tự nhiên Tôi rất muốn gặp anh Tường Bàn xem anh có thể cộng tác với chúng tôi trong công việc gì Ông Thiệu đang củng cố bộ máy chính phủ Công việc không thiếu Chỉ muốn hỏi xem anh ưng việc chi Em biết anh Tường Rất hám một ghế tổng trưởng bộ trưởng gì đó Nhưng em cần nói riêng với anh Anh có nhờ chi Anh đừng có giúp Nếu anh làm theo ý của anh Em sẽ giận anh Sao lại như vậy Em rất ngán cái quan trường Việt Nam Cộng Hòa này Tổng thống thì bị bắn chết quốc trưởng thì bị lưu đầy bữa trước là thủ tướng bữa sau đã bị trói tay dẫn vô bộ tổng tham mưu ảnh cứ làm luật sư thì lúc nào ảnh vẫn là ảnh em với ảnh luôn bất đồng về chuyện này em đã lỡ để ảnh vô cái dân biểu nhưng nếu anh còn lo chức tước khác thì em sẽ phá tới cùng chắc là chị muốn nhân chuyện của anh tường góp luôn ý kiến với tôi chăng hai long nhìn tu yên mỉm cười chị nghiêm nét mặt nói trường hợp của anh thì hoàn toàn khác Hai Long hơi trột dạ. Anh thản nhiên nói tiếp. Chắc chị đã biết tôi vô dinh là do giáo hội cứ vô giúp ông Thiệu một thời gian. Dạ. Người hầu gái mang trả ra. Tú Yên kéo cô gái ra góc nhà, nói nhỏ mấy câu, rồi quay lại xa lông dặn với. Lấy xe đạp, đi cho lẹ mà về, kẻo em thức, mợ đang bận khách. Khi người hầu gái đi khỏi, Tú Yên ra hành lang ngón lui ngót tới, rồi quay vào chốt cửa hai long không bỏ qua một cử chỉ nào của chị chị ngồi vào bàn mời anh dùng trà rồi nói như để giải thích việc mình vừa làm em biểu nó đi mua kem và ít trái cây về mời anh trong tủ lạnh trống trơn lẽ nào chị mời khách tới nhà mà lại không chuẩn bị trước hai long hiểu là chị có chuyện cần nói riêng với anh em đã coi bài cải chính trên báo tự do về chuyện của anh anh đã đọc chưa tôi đã có coi một chuyện như vậy mà có thể xuyên tạc như vậy ở nhà này các anh ấy bàn tán về anh luôn ở nhà này anh nhắc lại lời chị ngoài anh chị còn có người quan tâm đến tôi nữa ư tú uyên thản nhiên nói anh có biết anh tá không anh tá làm phụ tá trong dương văn hiếu ngày trước đó cũng có biết đôi ba bài báo tôi biết ông hiếu và anh tá đen chị cho rằng anh ta viết bài báo đó ư Dạ không Anh nói bài báo là do người của Bình An viết Anh biết đó là chuyện không thiệt Nhưng tôi vẫn tưởng ông Hiếu và anh tá còn bị giữ Được thả cả rồi Khi ra anh tá tới đây ngay Anh là người Đà Nẵng Cùng đi kháng chiến với anh Tường Nhà em không chịu được gian khổ Về thành trước Còn ảnh sau 5 năm năm tư mới vô Anh nói biết anh từ hồi ở miền Bắc Vì vậy mà ông Hiếu với anh ấy Đã làm tôi phải mất 3 năm mà chạy tòa khâm Những người làm việc trông nhu vẫn bị chính quyền mới giam giữ không hiểu tại sao anh ấy lại được ra em nghe nói ông trần kim tuyến xin cho ảnh hình như anh lại tiếp tục làm việc cho ai ảnh không nói nhưng ảnh có khá nhiều tiền bữa nay chính ảnh rủ nhà em đi vũng tàu mọi lần em cản nhưng lần này em để nhà em đi với ảnh chỉ một lần thôi ông luật sư nhà em khá ngây thơ em đã bảo cho ông biết đừng có quan hệ với những người chó săn chim mồi có lúc họ sẽ bán cả mình Tụi em không cho ảnh hay có quen biết anh. Từ bữa ở Đà Lạt về, em rất mong anh tới. Nhưng bây giờ thì em không muốn anh chạm mặt ảnh ở nhà em. Em phải đánh liều gọi điện thoại mời anh tới đây. Chuyện anh Tường muốn nhờ về anh, anh nên nói chừng chừng. Đừng làm ảnh thất vọng ngay. Nhưng em kiên quyết không để ảnh dính vô chính quyền. Chị đã nói quá đầy đủ. Hai Long cảm thấy gần chị hơn rất nhiều so với lúc chị buông ra những lời xa xôi trách móc anh. Chị đã xử sự mọi việc khá chín chắn những tình cảm còn lại của một mối tình đầu đã thúc đẩy chị có những hành động này hay còn cái gì khác. Chị đã cho anh biết một số điều có quan hệ tới an toàn của anh. Anh cần chị tiếp tục giúp đỡ, nhưng anh không được phép thú nhận mình là ai. Bây giờ thì tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Chính trường miền Nam đầy dẫy trông gai cạm bẫy và nay mai sẽ còn biến động rất nhiều. Tôi đã lãnh được nhiều bài học trong thời gian qua. Lúc này anh tưởng chưa nên dính vô tú viên không tỏ ra chú ý tới câu nói của anh chị nhìn thẳng vào mắt anh khi cần em có thể nhắn tin cho anh ở đâu gọi điện thoại nhiều cho anh ở phủ tổng thống e không tiện hài long suy nghĩ rồi đáp tôi có một người bạn cùng làm việc trong phủ tổng thống mà anh tường đã biết chúng tôi gặp nhau hàng ngày chị có thể nhắn tin cho tôi ở đấy hài long cho địa chỉ nhà riêng của Huệ. chị lẩm nhẩm nhắc lại mà không hỏi thêm Cặp mắt thông minh và chăm chú của chị nói rằng chị sẽ không bao giờ quên. Từ sau hai đợt tổng tiến công, trung tâm đã chỉ thị cho cụm trưởng duy trì những nguyên tắc bí mật thật chặt chẽ. Bỏ những cuộc họp lưới trưởng kiểm điểm hàng tuần, cắt đứt quan hệ giữa những người không có lý do công khai tiếp xúc với nhau. Cụm trưởng chỉ gặp lưới trưởng trong trường hợp thật cần thiết. Cuối tháng 9, năm sang phổ biến chỉ thị mới của trung tâm. An toàn của những lưới có người đã bị địch bắt giữ ở trại tòa khâm đang bị đe dọa với việc CIA sử dụng lại những tên mật vụ của Nhu Cẩn. Cần phải có kế hoạch đối phó kịp thời. Trung tâm cũng chỉ thị riêng cho Hai Long phải tìm cách có hiệu quả hối thúc thiệu cử người tham gia cuộc hòa đàm sắp bắt đầu ở Paris. Hai Long nhận thấy không riêng Thắng bị chú ý sau hai đợt tổng tiến công mà qua những lời của Tu Yên chính anh cũng đã bị chú ý. Họ không thể khoanh tay ngồi chờ mà phải tiến hành ngay một kế hoạch đối phó. Tin đồn từ những sứ đạo lan nhanh chóng chuyển khắp sài gòn sắp có một cuộc đảo chính lật đổ chế độ thiệu tin này được bình luận ở nhiều nơi như một chuyện đương nhiên vô cùng hợp lý vì thiệu là người kiên quyết chống lại cuộc hòa đàm paris johnson cố vớt vát chút vốn liếng chính trị để trở thành một tổng thống hòa bình trước khi rời nhà trắng buộc phải hất bỏ tảng đá cản đường là thiệu dinh độc lập vốn rất nhạy cảm với những nguồn tin loại này nhiều người tìm gặp hai long hỏi tình hình Hai Long nhận thấy Thiệu phờ phạc gây hắn đi. Một tối, anh ở lại trong dinh. Thiệu mời anh sang phòng làm việc trao đổi. Thiệu kêu nhân viên đưa cà phê lên, rót rượu cùng uống với anh, vẻ mặt lầm lì. Hai Long băn khoăn. Coi anh dạo này xuống sắc quá. Thiệu cạn hết ly rượu, đặt ly xuống bàn. Tôi lo lắm anh à. Các thầy đều nói đất trong dinh này rất dữ. Kỳ dâu kém, thánh thần không ngán, mà ngán đất này cứ lủi trong phi trường Tân Sơn nhất, như vậy mà khôn. Từ ngày tôi vô dinh, chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, tâm thần không lúc nào yên. Các thầy nói, đất này không vua chúa nào bền, ai lâu lắm không quá 10 năm. Thường thì chỉ một năm như tướng Minh, tướng Khánh, có người chỉ mấy tháng. Mình lớn lại trở về Sài Gòn, không biết Mỹ định tính chuyện chi với mình. Anh có nghe ngoài đường họ đồn đại, sắp có đảo chính đó không? Chả cứ ngoài đường phố, ngay trong dinh cũng có tin đó Chẳng lẽ Johnson định loại tôi thật sao Báo chí Mỹ cũng bàn chuyện này nhiều Bọn nhà báo danh ma lắm Không có lửa sao có khói Tôi chưa nhận thấy dấu hiệu gì đặc biệt nguy hiểm Nhưng ta cứ phải lượng định tình hình Một cách thật khách quan Nếu có dấu hiệu nguy cơ xuất hiện Thì ta phải có ngay biện pháp cứu nguy Tôi cho rằng Họ bắt đầu chuẩn bị dư luận để lật mình Johnson cần làm nhanh Vì ông ta không còn thời gian cứ cho là như vậy nhưng muốn tiến hành đảo chính johnson không thể dùng quân mỹ mà phải dùng lực lượng chính trị và quân sự tại chỗ vậy đó là lực lượng nào lực lượng phật giáo đông nhưng thiếu lãnh tụ chia rẽ qua nhiều lần thất bại không còn khả năng kích động quần chúng lực lượng thiên chúa giáo thì các cha và tôi đã nắm vững đối với các đảng phái quốc gia thì cũng đã được mình ban phát cho nhiều chưa thấy có tổ chức nào tỏ ra dám đối đầu với ta chỉ còn ngại số sĩ quan đại việt trong quân đội và cánh cần lao cũ của Nhu Cẩn ẩn náu trong Thiên Chúa Giáo. Nhà nói Seiya đã nắm nhiều tên loại này. Những dư luận thất thiệt đều từ trong đám này mà ra. Dẹp được bọn đó thì sẽ yên. Anh tính dùng cách nào dẹp bọn chúng? Chuyện loại này cứ giao cho công an tình báo điều tra. Nếu thấy nghi vấn, ta tạm thời bắt giữ theo luật pháp thời chiến. Thiệu băn khoăn. Bọn sĩ quan Đại Việt trong quân đội thì không khó. Nhưng chỗ khó là bọn cần lao gộc Tóm được chúng không dễ Vì chúng chui rúc sau lưng các cha Nếu đã là việc an nguy của quốc gia Thì ta nhờ hắn các cha giúp cho là xong Thiệu uống rượu nhiều Và đàm đạo với Hai Long tới khuya Cuối cùng Y vẫn phân vân không quyết điều gì Vài ngày sau Lại một tin đồn bay tới tai Thiệu Cần Lao đã phục hồi sức mạnh Từ sau vụ lật đổ Nguyễn Khánh năm 65 Thời cơ đã tới với Cần Lao Thiệu vội vã mời Hai Long tới phải làm gấp thôi anh Anh chỉ cần gọi Phụ trách đặc ủy trung ương tình báo Và giám đốc tổng nhà cảnh sát tới Ra lệnh điều tra gấp những đối tượng đó Anh nào cũng nghi vấn là bắt giữ Còn bọn ẩn nấp sau các cha Anh nên trực tiếp trao đổi với cha nhuận Đề nghị các cha bàn với nhau Chỉ ra giúp đó là những tên nào Cha nhuận hấp tấp tìm hai long Tổng thống nghi có những phần từ Đại Việt và Cần Lao Đang âm mưu làm đảo chính Tổng thống đã trao cho Nguyễn Khắc Bình Phụ trách phụ đặc ủy trung ương tình báo làm việc này Tổng thống nói với mình Nhờ các cha tiếp tay cho Chỉ ra họ là những ai Để cứu nguy cho chế độ Mình báo cáo với cha Hoàng Cha bảo cứ trao đổi với thầy Ta phải làm gì bây giờ Hai Long nghĩ xem Vì sao Thiệu không trao việc này cho Trần Văn Hai Ở tổng nhà cảnh sát Mà lại chỉ trao cho Nguyễn Khắc Bình Anh cho rằng Thiệu sợ hai làm hỏng việc Vì cả hai và bọn Cần Lao Đều đã bị xê ya nắm Anh trả lời cha nhuận Các cha Mỹ đã hứa với giáo hội Việt Nam là không để tái diễn cảnh ông Diệm trước đây với Tổng thống Việc này phải nhờ các cha Mỹ giúp Vì chỉ Xê-ya mới biết rõ Những người đó là ai Thầy dáng giúp tôi việc này Hai ngày sau Hai Long dẫn Thắng tới gặp cha Nhuận Đây là nhà ký giả Nhị Hà Người đã hoạt động từ lâu Trong phong trào các tôn giáo ở Nam Việt Nam Đã từng làm bí thư trong đỗ mậu Các cha Mỹ giới thiệu tới Để trả lời cha Việc Tổng thống nhờ bữa trước Cha Nhuận mừng rỡ vì đã biết Thắng từ lâu. Thắng có quan hệ với giáo dân Phát Diệm từ những năm đầu di cư vào Nam. Cha Lê, cha Hoàng, cha Nhuận đều biết anh. Cha Nhuận vội vàng đưa Thắng tới gặp Nguyễn Khắc Bình. Thắng trình bày rõ lai lịch từng tên đảng viên cần lao đắc lực của Nhu Cẩn đã được CIA móc nối, tìm cách đưa ra khỏi nơi giam giữ và đang dùng để kích động gây rối loạn có hại cho chế độ thiệu. Anh đề nghị nên bắt một số tên nguy hiểm nhất, trong đó có tên Dương Văn Hiếu và Tá Đen bình trao đổi với anh một hồi rồi nói muốn bắt giữ những người này chúng tôi cần được ngài cung cấp cho những chứng cứ đầy đủ về hoạt động chống phá hiện hành của họ đặc biệt là những bằng chứng cụ thể họ đang có mưu lật đổ chế độ thắng nói để ngăn chặn một âm mưu phải diệt từ khi còn trứng nước làm sao có thể lấy ngay được đầy đủ bằng chứng cụ thể nhưng chính quyền phải làm theo luật pháp không thể vô cớ bắt người tôi được giáo hội trao nhiệm vụ tới cung cấp một số tình hình theo yêu cầu của Tổng thống. Còn giải quyết cách nào là tùy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của các ngài. Thắng kiếu tử ra về. Tin đảo chính ngày càng lan truyền mạnh mẽ, dồn dập bay tới tai Thiệu. Thiệu lại cầu cứu hài lòng. Anh nói, việc này giao cho công an tỉnh báo từ lâu mà họ vẫn chưa có hành động gì. Hay là lại đồng lõa với bọn phá dối, cứ lơ đi để Tổng thống ngồi mà lo. Cha Nhuận đã đưa người tới, chỉ rõ từng phần tử từ nghi vấn mà Nguyễn Khắc Bình không chịu bắt không bắt bọn đó thì làm sao tìm cho ra bọn chủ mưu đảo chính? Từ ngày thấy anh lo ngại nhiều, tôi đã lưu ý Bernard Trọng ở Washington, đồng thời tìm hiểu kỹ ở tòa đại sứ Mỹ. Với nhiều nguồn tin kết hợp lại, thấy hiện nay Mỹ chưa có chủ trương muốn thay thế tổng thống, chỉ có bọn đại Việt cần lao liên kết với nhau gây rối loạn, chẳng qua vì mưu tính quyền lợi cá nhân, toàn đục nước béo cò. Có bắt bọn này thì cũng chỉ nhằm giữ an ninh xã hội, phòng ngừa trước những điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra cho tổng thống và chế độ. Đó là việc ông Nhu thường làm mới duy trì được chế độ diệm suốt 10 năm. Bắt rồi thả, thả nhưng khi cần lại bắt lại. Thời chiến, nước nào mà không phải làm như vậy. Giờ mình lại rụt rụt dè dè, khác nào khuyến khích kẻ làm bậy. Nay họ còn tung tin, mai họ làm thật thì sao? Nước tới chân, nhảy làm sao kịp? Thiệu đỏ mặt. Ta sẽ cho quét một mẻ lưới, như nhu làm đêm 28 tháng 8 năm 63. Ngoài bọn cần lao đại Việt, ta chộp thêm một vài tên đầu sỏ chính trị đối lập, là dẹp tan mọi mưu toan mọi tin đồn đảo chính ngay. Ông cố vấn soạn thảo giúp tôi một bài nói trên vô tuyến truyền hình sau cuộc vây quét, vừa chấn an dư luận, vừa cảnh cáo uy hiếp bọn mưu toan đảo chính. Hai Long điểm đạm nói: làm lớn như vậy, tôi thấy chưa nên. Mỹ đang tập trung vào hai vấn đề lớn là bầu cử tổng thống và hòa đàm ở Paris. Ta làm ồn ào to chuyện sẽ bất lợi cho tổng thống trước mắt người Mỹ. Chỉ cần bố phòng cẩn mật các nơi, bắt cho gọn cho êm, bọn mưu phản là đủ. Sau khi hai lòng ra khỏi Thiệu cho gọi ngay Nguyễn Khắc Bình tới Khiển trách, thét mắng một hồi Ngày 18 tháng 10 năm 68 Quân đội được đặt trong tình trạng báo động Nhiều biện pháp tăng cường phòng thủ áp dụng tại Sài Gòn Những đội pháo phòng không được bố trí trên nóc Và xung quanh dinh độc lập Nhiều người nhốn nháo Tưởng lại sắp có một đợt tổng tiến công lần thứ ba vào Sài Gòn Thiệu mời tướng Dương Văn Minh Mới từ Thái Lan trở về vào dinh hội kiến. Sau đó, Thiệu tiếp một số cựu tướng lĩnh và chính khách ở Sài Gòn Giữa lúc đó, Thiệu cho bắt một số người theo danh sách của đặc ủy tình báo. Ngày hôm sau, Thiệu lên vô tuyến truyền hình phát biểu chấn an dư luận, kêu gọi mọi người bình tĩnh, chấm dứt những tin đồn nhảm về đảo chính và tuyên bố giải thích về trường hợp một số người bị bắt giữ vì lý do an ninh đang được xét xử. Okono tìm gặp Hai Long hỏi. Có chuyện gì mà Thiệu động binh động tướng ngầm mầm như vậy? Nhiều tin đồn sắp có đảo chính. Thiệu áp dụng những biện pháp phòng ngừa. Ông Linh Mục lắc đầu lại ông già bân cơ ở tòa nhà trắng đường thống nhất bày trò phù thủy bảo thiệu cứ yên tâm có gì đâu mà sợ cuống quýt lên như thế bân cơ bày trò đó làm gì dồn sơn muốn thiệu phải ngồi vào bàn thương thuyết với mặt trận giải phóng miền nam trước ngày bầu cử tổng thống mỹ ông già cho tung tin để dọa thiệu thiệu lúc nào cũng bồn chồn cảm thấy như sắp có tai biến tới với mình cha nhuận khuyên thiệu trong thời gian này không nên đi lại nhiều, chỉ cần tĩnh tâm dọn mình ở nhà cầu nguyện cho quốc thái dân an để được Chúa bảo vệ. Việc ngoài mặc cho hai long ứng phó. Thiệu nghe lời cha nhuận, suốt tháng 10 rất ít đi lại. Vợ Thiệu vẫn ở lì tại Thụy Sĩ không chịu về. Nhà cửa đầy tiện nghi xa hoa, nhưng thiếu người phụ nữ trở nên trống vắng. Y càng nhớ và thương vợ. Vào đúng thời gian này, lại có một vị nguyên thủ quốc gia báo tin sẽ viếng thăm Việt Nam Cộng Hòa đem theo cả vợ thiệu ra vào không yên. Y cầu cứu Hai Long. Anh làm cách nào giúp tôi? Người ta tới cả vợ cả chồng, mình ra đón chỉ có một mình, cả nước sẽ biết là vợ chồng có chuyện ghen tuông gì đây, nên bà giận, bỏ đi ra nước ngoài. Anh đã nói với chị điều đó chưa? Bây giờ tôi nói gì bà cũng không tin, ghen tuông quá xá. Anh coi, từ ngày bà đi, tôi đâu có bồ bịch với ai, còn mấy cái chuyện chơi bời chút đỉnh thì kể chi hai long suy nghĩ một lát rồi nói anh cứ yên tâm dọn mình cầu nguyện chị ấy sẽ trở về trước ngày khách tới sài gòn anh giúp cho được việc đó thì tôi ơn anh không biết chừng nào hai long gửi cho vợ thiệu một bức điện ba ngày sau vợ thiệu đã có mặt ở sài gòn thiệu hết lời cảm ơn anh bân cơ và phó đại sứ mỹ bơ cơ thay phiên nhau gây sức ép với thiệu yêu cầu phải đồng ý với việc ngừng ném bom pháo kích trên toàn miền bắc đã chấp nhận hòa đàm ở Paris. Trong liền một tuần, bắt đầu từ 15 tháng 10, Bần Cơ Tây Dinh độc lập 6 lần gặp Thiệu. Thiệu tiếp tục giữ ý kiến không tán thành ngừng oanh kích trên toàn miền Bắc và nhất là không chịu người hòa đàm cùng với mặt trận giải phóng. Hai Long đã hiểu bản chất của Thiệu. Y tham lam xảo quyệt nhưng đồng thời lại nhút nhát đa nghi. Chỉ cần thấy sinh mệnh hoặc chức vụ tổng thống của Y thực sự bị đe dọa, Y có thể chấp nhận bất cứ điều gì. Mỹ mới dùng lời lẽ thuyết phục và đe dọa xa xôi nên y chưa thật sợ thiệu cho rằng cứ người tới sự đàm phán với mặt trận giải phóng là mở cửa cho sự ra đi của mình còn khả năng cưỡng lại phút nào y sử dụng hết phút đó thời gian của Johnson sơn không còn nhiều mỹ chắc chắn phải tăng thêm sức ép và thiệu sẽ đầu hàng cuối tháng 10 thái độ bân cơ trong những cuộc tiếp xúc với thiệu trở nên rất lạnh nhạt rồi cả bân cơ lẫn bơ cũng không cái dinh độc lập nữa thiệu lo đến bồn chồn suốt ngày đứng ngồi không yên thiệu thiết tha đề nghị hai long ở hẳn trong dinh với mình đề phòng khi cần có ngay người trao đổi y luôn luôn ngó chiếc máy điện thoại mong chờ nó đổ chuông y càng thất vọng hoảng hốt khi thấy người gọi điện thoại cho mình vẫn không phải là bân cơ tóc thiệu loang lổ trắng từng mảng ở gáy mắt đỏ lên và lờ đờ có quầng thâm vợ thiệu làm những món ăn ngon hợp với khẩu vị của chồng ép thiệu phải uống những thứ thuốc tốt bổ nhất nhưng thiệu vẫn phờ phạc mỏi mệt mặc dù y hầu như suốt ngày chỉ ngồi chờ chuông điện thoại reo chẳng làm công việc gì từ washington trọng và tuyến báo cáo về sắp hoàn tất nhiệm vụ nhờ những giấy tờ giới thiệu và những bạn học cũ của tuyến tại nhà trắng và bộ ngoại giao hai người đã tiếp xúc được với nhiều tổ chức chính quyền và tư nhân cũng như nhiều cá nhân có tiếng tăm nhiều nhân vật mỹ nhờ họ chuyển sách báo về tặng hai long hạ tuần tháng mười Trọng viết thư cho Hai Long Nói công việc đã xong Phái đoàn sắp trở về Và theo những nguồn tin đáng tin cậy ở Nhà Trắng Xuân Sơn sắp ra lệnh ngừng ném bom Và pháo kích trên toàn phần còn lại của Bắc Việt Nam Cuộc hòa đàm ở Paris Sẽ bắt đầu với sự có mặt của mặt trận giải phóng Dù Việt Nam Cộng Hòa không tham dự Dương Văn Hiếu và Tá Đen Đã bị bắt lại trong đợt vừa qua Hai Long biết đây là một đòn giáng nặng vào CIA, chúng sẽ có phản ứng. Tu Uyên chắc cũng biết trong việc này có bàn tay của anh. Nếu chị là người của bên kia, thì anh đã tự tố cáo mình. Nhưng qua thái độ và hành động của chị, hai long tin chị không phải là người xấu. Chị vẫn chưa tìm cách liên lạc lại với anh. Luật sư Tường đoán đường ở nơi ăn sáng gặp lại anh. Tường ngỏ ý muốn kiếm một ghế trong bộ xây dựng nông thôn. Tưởng cho rằng đó là nơi kiếm ăn được sau khi Mỹ rút quân về nước. Hai Long khuyên Tường kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Khi có cơ hội, chắc chắn anh sẽ không quên. Tường không gặng mời anh tới nhà Có lẽ tưởng sợ Tu Yên cản trở kế hoạch của mình Hai Long Một mặt lấy Mỹ hù dọa Thiệu Đẩy ý tới cuộc hòa đàm Paris Một mặt lại phải lên gân cho Thiệu chống lại CIA Đang đe dọa an toàn của mình Anh lo lắng nói với Thiệu Dư luận đảo chính hoàn toàn bị dập tắt Mình đã gỡ một số ngoài nổ Nhưng bân cơ về CIA Vẫn hết sức nguy hiểm Không thể không cảnh giác được Không riêng anh mà cá nhân tôi cũng trở thành một trở ngại cho họ. Vì họ hiểu muốn gây khó khăn cho anh thì trước hết phải triệt hạ tôi. Tôi đã biết chắc chắn trong chiến dịch bôi nhọ tôi có bàn tay của CIA. Rồi đây không biết họ còn mưu tính triệt hạ tôi bằng cách nào. Chỉ còn thiếu điều vui cho tôi là Việt cộng nữa mà thôi. Chuyện này chắc họ cũng không từ. Vì trước đây họ đã từng vu trông nhu đi theo Việt Cộng Thiệu có người chia sẻ lo âu với mình Tuôn ra những lời tâm huyết anh là người đã góp phần tạo dựng nên tôi Người khác giúp tôi một Thì họ bắt tôi trả công mười Riêng anh có nhận cái chi Lẽ nào anh đã tạo dựng, đã bảo vệ tôi Mà tôi không biết ơn, không hết lòng bảo vệ anh Tôi có sơ suất Là chỉ lo cho mình mà chưa lo cho anh Bởi Vì tôi nghĩ anh là con người thánh thiện Không dính tới danh lợi Nên không có thủ địch Nghe anh nói tôi đâm lo Đúng là chúng muốn diệt tôi Thì trước hết phải chặt cánh tay mặt của tôi Từ nay anh đi về khuya Nhất thiết phải dùng xe hộ tống anh chọn ngay một sĩ quan cận vệ lấy người trong dinh hoặc người của phát diệm anh đi đâu phải có vệ sĩ theo hài long nói tôi đã phó thác cả hồn xác nơi chúa nếu có xảy ra điều gì cũng do chúa tôi vẫn sống theo kiểu người tu hành bây giờ lại có một sĩ quan đi theo bảo vệ e khó tránh những lời đàn tiếu không thuận cho công việc đang làm tôi thường không đi đâu ngoài tòa khâm sứ tòa tổng giám mục và một số nhà thờ ở những nơi đó đã có giáo dân che chở Hai Long khước từ được người bảo vệ, nhưng từ đó mỗi lần anh về khuya, Thiệu đều bắt dùng xe mô tô Harley đi hộ tống. Anh không tiện từ chối sự gắn bó của Thiệu với với mình. Nhưng việc này gây cho anh phiền toái. Không thể đưa đoàn xe Harley tới căn nhà nghèo nàn của anh ở đường Thị Nghè. Hai Long đành phải bảo đưa anh tới nhà thờ Phát Diệm hoặc nhà thờ Tân Định. Từ đấy, Huệ lại dùng xe máy đưa anh về nhà. Chiều 30 tháng 10, Okono tìm Hai Long. Ông Linh Mục cho biết Người bạn của mình mới từ Washington sang. Nói này Mai Johnson sẽ tuyên bố ngừng oanh tạc, oanh kích toàn miền Bắc và mời mặt trận giải phóng tới dự cuộc hòa đàm Paris. Okono dặn kỹ Hai Long, không tiết lộ tin này ra ngoài. Như vậy, những điều Trọng thông báo cho anh trước đó, một tuần, là chính xác. Chiều 31 tháng 10, Thiệu bước vào phòng Hai Long, nét mặt hớt hải, y nói Ông giả bân cơ vừa gọi điện thoại cho tôi. Hai Long biết. Thiệu mong đợi cú điện thoại này cả tuần nay Nhưng không hiểu sao Thiệu có vẻ hốt hoảng Anh nói đưa đà Chả lẽ im lặng được mãi Ông già khuyến cáo tôi Giữ bình tĩnh trước mọi luận điệu xuyên tạc Đầu độc tình hữu nghị Mỹ Việt Lời lẽ thật khó hiểu Sau khi không ông lại nói như vậy Hai lòng rằn giọng Phù thủy định làm pháp thuật gì Anh nghĩ coi Hắn tính chuyện chi Chắc Mỹ quyết định làm một việc gì đó Mà họ biết là ta sẽ phản ứng mạnh. Đề nghị anh tối nay ở lại dinh với tôi. Lúc 6 giờ chiều, khi nhân viên phủ tổng thống đã ra về hết, Thiệu lại tới, mặt tối sầm. Bần cờ vừa báo cho tôi, tối nay, ông và phó đại sứ Burger sẽ vào dinh hội kiến cùng với cả tôi và phó tổng thống kỳ. Lành giữ sao đây? Hai Long làm vẻ mặt lo âu. Tôi không nuốt nổi cơm. Tôi đã bảo bà Sáu nấu súp. Mời anh cùng ăn với tụi tôi. Đêm nay anh phải ở lại đây Tại phòng ăn Vợ thiệu đã ngồi chờ Với đĩa salad màu sắc tươi ngon hấp dẫn Chị ta thích tự tay săn sóc bữa ăn của chồng Vợ thiệu đứng lên Vào bếp bưng súp ra Biết chồng đang lúc không vui Chị ta ngồi vào bàn tiếp thức ăn Dỗ chồng ăn ngon miệng Vợ thiệu hơi gầy Nói năng dịu dàng Qua răng rất một phụ nữ tình lẻ Thuộc gia đình nền nếp Thiệu quý và mê vợ Là do sự săn sóc chiều chuộng kiểu này thiệu lầm lì ngồi ăn vợ thiệu ngọt ngào nói với hai long ông giáo với các cha đưa chồng em ra làm việc nước việc chúa lúc khó khăn ông giáo chớ để ảnh một mình tội nghiệp hai long nói chúng tôi đã có giáo ước với nhau rồi càng gặp lúc hoạn nạn càng gắn bó với nhau hơn vợ thiệu thở dài khi chưa được thì ước ao nhưng lúc ngồi vô rồi thì mới thấy đâu có sung sướng nỗi gì vừa tròn một năm đầu năm chết hụt cuối năm tính mạng lại treo đầu sợi tóc. Vợ thiệu ham làm giàu, ăn hối lộ, chạy áp phe kiếm nhiều tiền để đề phòng khi chồng xa cơ thất thế, nhưng không đải các kênh kiệu. Đôi khi lại ruột để ngoài ra, vô tình nói toạc móng heo những điều thiệu muốn giấu nhẹm để giữ thể diện. Vợ thiệu tiếp tục nói, dường như mọi chuyện năm nào cũng xảy ra vào tháng 10, tháng 11. Những cuộc đảo tránh đều vào tháng 10. Ông Diệm ông Nhu một lần chết hụt, một lần chết thật, đều vào tháng 11. Em rất sợ cái ngày 31 tháng 10. Ngày 31 tháng 10 năm 63 là ngày các tướng họp và Bộ Tổng Tham Mưu quyết định đảo tránh. 31 tháng 10 năm ngoái, ông Thiệu làm lễ nhậm chức. 31 tháng 10 năm nay, ngồi đây chờ tai họa. Mảnh đất phủ toàn quyền này giữ thiệt. Chưa có quốc trưởng nào bền. Vô ngồi đây là phải tính tới lúc ra đi rồi. Ngày mốt là ngày dỗ ông Diệm ông Nhu. Hai ổng mất đúng cái ngày lễ các thánh. Mà cũng là ngày lễ cầu hồn cho những kẻ qua đời. Đúng là ngày phê te mốt Phải không ông giáo Cứ nghĩ tới đó là em muốn xỉu Thiệu ngồi nghe vợ nói mắt đỏ lên Y tìm cách chấn an cho vợ Và cả cho mình Tháng 10 thường là tháng giữ Báo táp cũng từ phía bắc chuyện vô nam Với tôi tháng này là tháng sóng gió nhất Còn vài giờ nữa Mong cho chóng qua đi Vợ Thiệu nói Ông Diệm chết ngày mùng 2 tháng 11 Chứ đâu phải tháng 10 Nhưng đảo tránh là trưa ngày 31 tháng 10 Lỡ đêm nay hắn làm thì sao? Vậy mới mong chóng qua đêm nay. Hai lòng an ủi. Cụ Nguyễn Du đã nói, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, anh chị đừng quá lo. Xung quanh anh Thiệu còn có giáo hội Việt Nam, giáo hội Mỹ, giả bân cơ chưa chắc làm gì nổi ta. Vợ Thiệu năn nỉ. Ông giáo chưa bỏ dây anh Thiệu nghen. Chúng tôi sẽ mãi mãi đồng hành bên nhau. Thiệu được bà nói tiếp. Anh giáo nói đúng đó, Bà chưa có lo Anh giáo là bất khả xâm phạm Bà chỉ hiểu về chúng tôi một phần thôi Từ lâu anh giáo các cha và tôi Đã cố kết với nhau Nên mới dựng nên cái cơ nghiệp ngày nay Anh giáo với tôi là đồng tâm đồng hội đồng thuyền Không bao giờ có chuyện xa lìa nhau Cũng như bà với tôi Như chim liền cánh Như cây liền cành Bà giận tôi Bỏ đi chu du thiên hạ mấy tháng trời Rồi bà lại về vì nhớ thương tôi Chứ bà có bỏ rơi tôi đâu Vợ chồng thiệu đều mỉm cười Cái vui gượng gạo trong lúc tâm trạng đang dối bời Thiệu làm ra vẻ hăng hái, lại nói Bà khỏi lo, còn anh giáo thì còn tôi. Anh giáo với các cha biểu tôi lên, thì tôi lên. Biểu ở thì ở, biểu đi thì đi ngay. Hài lòng nói Tổng thống cam kết với tôi. Thiệu đáp, lời nói danh dự. Hài lòng đưa ngón tay trò về phía Thiệu. Thiệu lập tức cũng đưa ngón tay trò của mình ra ngoắc chặt. Anh nhớ tới một trò tương tự đã diễn ra giữa mình với Cẩn ở đất Phú Cam cách đây đã lâu nguyễn cao kỳ từ ngoài lững thững đi vào với nụ cười ruồi kỳ mặc sắc phục không quân màu trắng đeo lon cấp tướng bộ mặt đen sạm với cái nhìn tinh quái của kỳ không giấu được vẻ lo âu xin chào tổng thống và ông cố vấn thiệu và hai long cùng đáp xin chào phó tổng thống có chuyện chi mà thái thú triệu tập anh em mình vào lúc đêm hôm nay phải vắng canh mặt trượt nào biết chuyện chi ông già chỉ biểu xin gặp cả anh và tôi tối nay Ông sẽ cùng tới với Burger Hẹn mấy giờ Không nói giờ giấc chi Chỉ hẹn buổi tối Kỳ lặng lặng ngồi xuống ghế Vợ Thiệu ở buồng trong Đã nghe tiếng ba người nói chuyện Tự tay bưng ra ba ly cà phê Nghiêng đầu tươi cười chào Kỳ Kỳ nói Vâng chị Anh Thiệu ở nhà mong nhớ võ vàng Chị đi Tây Du mấy tháng về Đẹp như bà Hoàng hậu Mà đúng là Hoàng hậu rồi Mình bị von chi vô duyên Vợ Thiệu đối đáp ngay Ai nói chi sắc đẹp của bà già Hoa hậu là chị Mai Phu nhân của phó tổng thống Kỳ kia Vợ Kỳ Ngày còn làm trong hàng không Việt Nam Đã được gọi là hoa hậu chiêu đãi viên Thiệu Kỳ và Hai Long ngồi tán chuyện phiếm Chở bân cơ Cứ cách một lúc Vợ Thiệu lại bưng ra Lúc thì chè, lúc thì kem, lúc thì trái cây Nhìn đồng hồ Đã gần 10 giờ đêm Kỳ bỗng hỏi Hai Long Ông cô vẫn thử đoán xem Theo cung cách này thì sẽ có chuyện chi? Kỳ vốn coi tất cả những hợp tác với Thiệu đều là đối thủ của mình. Nhưng với Hai Long, Y vẫn giữ hỏa khí. Cha Lãm vẫn ở bên Kỳ. Cả Thiệu và Kỳ cùng chố mắt nhìn Hai Long. Theo tôi thì đây là vấn đề có liên quan đến việc ngừng oanh tạc Bắc Việt và cuộc hòa đàm ở Ba Lê. Kỳ lại hỏi. Liệu ta có phải tử thú như Diệm Nhu hồi tháng 11 năm 60 không? Tôi nghĩ có thể chưa xảy ra chuyện đó anh mới nói là có thể. Đối với người Mỹ, tôi đã có kinh nghiệm nên dùng chữ có thể để không bị bất ngờ. Nếu cần rõ hơn, tôi xin nói lại, chuyện đó ít có khả năng xảy ra lúc này. Tại sao hẹn buổi tối mà tận giờ chưa thấy mặt? Hai lòng nhún vai không đáp. Đã 23 giờ 30 vợ thiệu lại bưng súp ra lần thứ hai. Từ chập tối, chị đã hai lần nhỏ thuốc đo mắt cho chồng. Ba người đang ăn súp, thì tiếng chuông điện thoại reo Thiệu Kỳ đều buông muỗng, quay mặt về phía máy điện thoại, mắt bừng sáng. Thiệu bảo vợ. Bà nghe xem ai hỏi gì. Vợ Thiệu lại nhắc ông nghe. Thiệu muốn giữ thế, không để bân cơ thấy tới giờ này mình vẫn ngồi chờ trực bên máy điện thoại. Tất cả những cặp mắt đều chăm chú nhìn vẻ mặt vợ Thiệu và cái ống nghe. Bộ mặt đang căng thẳng của chị ta trở thành tươi cười. Dạ dạ thưa cha, ông giáo đang ở đây, con xin chuyển máy trông giáo kính chào cha. Vợ thiệu quay về phía Hai Long. Cha Nhuận muốn nói chuyện với ông giáo. Hai Long nghe tiếng cha Nhuận ở đầu dây. Tình hình có được bằng an không thầy? Dạ, tới lúc này vẫn chưa có chuyện chi. Thầy vẫn ngồi với tổng thống đó ư? Dạ, có thêm cả phó tổng thống kỳ. Cầu chúa phù hộ cho tổng thống, phó tổng thống và thầy bằng an. Sáng mai tôi sẽ vào dinh làm lễ. Sự thăm hỏi của cha Nhuận giữa đêm hôm khuya khoát càng làm cho Thiệu và Kỳ lo lắng. Thiệu kể lại với Kỳ thái độ lạnh nhạt của Bân Cơ từ cách đây nửa tháng. Rồi suốt một tuần, Bân Cơ không tới dinh độc lập. Những câu nhắn nhủ khó hiểu chiều nay tiếp đến sự hò hẹn này. Lần đầu, Thiệu tâm sự cởi mở với Kỳ về thái độ của quan thầy Mỹ đối với mình. Kỳ hỏi, anh đã cho tiến hành những biện pháp an ninh rồi chứ? Đã cho báo động quân lính bảo vệ dinh và cho lệnh các bộ phận phải cứ người trực máy suốt đêm chờ lệnh. Cả hai lần Việt Cộng tổng tiến công Đến lúc dốc két nã vào đầu mình mới biết Quân Mỹ thì ngồi yên coi hai hổ đấu nhau Thiệu và Kỳ đều không cởi áo Ngồi ủ rũ thay nhau ngủ gục Vợ Thiệu hết đi ra lại đi vào Hỏi ba người có thích dùng thêm thứ gì Tất cả đều lắc đầu Trên bàn còn đầy những bánh trái mà không ai đụng tới Thiệu đã mấy lần dục vợ đi ngủ Chị ta hãm một ấm sâm Để ba người cùng uống cho đỡ mệt Rồi đi về phòng mình Thiệu hỏi hai Long làm chi bây giờ anh giáo Họ đã cầm quân cờ rồi Hãy chờ cho họ đi nước đầu Mình chỉ có thể tính trước mọi thế cờ Nhưng chưa thể đi nếu chưa đến lượt Anh cần tỏ ra mình vững vàng Nhưng anh cũng không hiểu vì sao bân cơ chưa tới Và không báo lại Kỳ tựa đầu vào ghế salon thiêu thiêu ngủ Thiệu ngồi khoanh tay trước ngực Đôi mắt lim dim Nhưng chốc chốc lại mở ra liếc nhìn đồng hồ Lại có tiếng chuông điện thoại Hai lòng đứng lên Lại bàn cầm máy đầu dây đằng kia là tiếng một phụ nữ giọng lo lắng tôi ở nhà ông kỳ tại tân sơn nhất cảm phiền ông cho hỏi ông kỳ có ở đó không xin chào chị mai tôi là hai nhã đây anh kỳ vừa chợp mắt xong dạ chị yên tâm sáng mai anh sẽ về đầu dây có một tiếng động mạnh rồi im lặng vợ kỳ đánh rớt máy chắc chị tưởng có một tay gương đã tới với chồng thiệu và kỳ và hai long đã qua một đêm trắng hài lòng gợi ý nên nghe bản tin buổi sáng của đài bbc tôi tin rằng chính phủ mỹ đã có một quyết định gì mới liên quan tới chiến tranh việt nam ta hãy thử xem thiệu gọi một viên sĩ quan nội thất y tròn mắt nhìn cả tổng thống và phó tổng thống đều quân phục chính tề không biết đã ngồi đó từ lúc nào vẻ mặt lộ ra hết sức mệt mỏi thiệu nói đưa radio lại đây lấy làn sóng bbc để đó rồi ra ngoài tiếng nhạc hiệu nổi lên Cả ba người đều chăm chú lắng nghe tới mức căng thẳng khi buổi phát thanh tiếng Việt của đài BBC bắt đầu. Ngay từ câu mở đầu tóm tắt những tin chính, Thiệu và Kỳ đã biết số phận của mình gắn với bản tin sáng nay. Johnson tuyên bố ngừng tất cả những cuộc oanh tạc và pháo kích trên toàn lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuộc hòa đàm nghiêm chỉnh sẽ được bắt đầu tại Ba Lê vào ngày 6 tháng 11 với sự tham dự của mặt trận giải phóng miền Nam. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có thể tham dự Lệnh ngừng oanh tạc và pháo kích có hiệu lực kể từ 8 giờ sáng, tức là 13 giờ giờ quốc tế hoặc 21 giờ giờ địa phương ngày 1 tháng 11 năm 1968. Thiệu hốc hác qua một đêm thức trắng, vừa ngồi nghe vừa thở phì phì. Bản tin chấm dứt, Thiệu vùng đứng dậy, mặt đỏ tía tai, nói lạc cả giọng. Nó đơn phương ngừng oanh tạc Bắc Việt, nó mời Việt Cộng tham dự hội đàm ba lê mà không thèm hỏi ý kiến hay thông báo cho mình biết trước. Không chơi đẹp chút nào, xấu chơi quá chịu không nổi. Mình là tổng thống, là phó tổng thống một nước đồng minh mà cũng ngồi nghe radio chờ tiên như dân chúng. Cuộc hội đảng nghiêm chỉnh, mặt trận giải phóng sẽ tham dự, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có thể tham dự. Thiệu nhấn mạnh và kéo dài giọng. Nó còn quay mình quay đồng minh chiến đấu ra cái quái gì? Thiệu lồng lộn đi vòng quanh trong phòng. Như con trâu bị bắt cột và cọc, muốn thoát ra mà không thoát được. Thiệu dừng lại, nắm lấy thành ghế salon, xô tới xô lui vừa thở phì phì, nó quay mình như con béc dê, thiệu trở ngón tay vào góc phòng, làm bộ xùi chó, ê ê ngồi kia, ê ê lại đây, tiếng thiệu rít lại, người thiệu mỏi mệt xỉu đi, thiệu vội dựa vào thành ghế, nền nhà trơn, cái ghế trôi tuột, đụng vào chiếc bàn, ba ly cà phê vợ thiệu vừa đưa ra rất xuống sàn bể nát, nước cà phê đen đặc linh láng trên mặt thảm, vợ thiệu hốt hoảng từ phòng trong chạy ra, thiệu vừa đứng thở vừa hậm hực. Nguyễn Hữu Thọ bận quần xà lọn Trốn chui trốn lũi trong rừng Thì được nó kiêng nể trọng vọng Đặt ngồi ngang hàng Mình là quốc gia đồng minh Trên 50 nước công nhận Ngồi giữa thủ đô Thì nó bảo là có thể tham dự Vợ thiệu đã thu lượm những mảnh ly bể Đưa ra ba ly cà phê mới chế Khéo léo nhắc chừng Ông mời khách dùng cà phê đi Hai ông thức trắng đêm qua rồi Cha đã hẹn tới Vì ngày hôm nay là lễ chư thánh Thiệu đã nguôi cơn giận Nét mặt có phần dịu lại ba người ngồi vào bàn vừa nhấm nháp ly cà phê hai long vừa nói mỹ xấu mỹ trịch thượng hay chơi trò nước lớn thì ai cũng biết nhưng những vấn đề mỹ công bố sáng nay với ta không phải là bất ngờ bân cơ và bớt cơ đã gần hai chục lần gặp tổng thống để trao đổi báo chí các đại phát thanh làm dùm beng cả tháng nay các cha cố mỹ cũng nói với tôi sớm muộn johnson cũng phải tuyên bố ngừng oanh tạc bắc việt để phá vỡ bế tắc bước vào cuộc hòa đàm paris họ nói mỹ có cái khó thực sự của mỹ vì ta nhất mực khước từ hòa đàm nhất mực phản đối việc ngừng oanh kích nên mỹ phải đơn phương công bố những quyết định của mình mỹ nói việt nam cộng hòa có thể tham dự hòa đàm là do hoàn cảnh của mỹ không được phép nói khác vì việt nam cộng hòa chưa chấp nhận hòa đàm sau nhiều lần mỹ đề nghị điều này ta cũng nên thể tình cho mỹ vì mỹ ở vào thế kẹt ta cần phải thấy là qua bản tuyên bố sáng nay của tổng thống mỹ một thực tế mới đang đặt ra trước đây chỉ có bắc việt ngồi với mỹ ở paris bây giờ lại có thêm việt cộng cùng ngồi với mỹ một mình harryman sẽ phải đối phó với hai bộ óc khôn ngoan để quyết định số phận của ta trong khi chính ta là người chủ thì lại không có tiếng nói trước đây việt cộng ở trong rừng có gào to lên cũng chẳng ai nghe nhưng bây giờ việt cộng có mặt tại paris từng câu nói của việt cộng chỉ một vài giờ sau sẽ bay đi khắp toàn thế giới vấn đề đặt ra là mỹ đã cười bỏ bộ đồ lớn khoác ngoài đi rồi nó cũng bận quần xà lỏn để ngồi nói chuyện với việt cộng Mỹ dám làm như vậy, ta có dám làm không? Kỳ ngồi nghe, mắt lim dim nhìn Hai Long. Những cuộc tiếp xúc giữa Thiệu với tòa đại sứ Mỹ suốt thời gian qua, Kỳ không được dự. Hai Long vạch ra những cái bất lợi trong việc làm của Thiệu, nhưng Thiệu vẫn ngồi im. Kỳ hơi nhếch mép cười. Mỹ mời Việt Cộng tới Paris là Mỹ xấu mặt, chứ mình có số mặt đâu. Việt Cộng tới Paris trước là chiếm được thế thượng phong. Chúng ta hoàn từ lầu thượng xuống báo cáo cha nhuận đã tới mời vợ chồng thiệu chuẩn bị lên nhà nguyện dự lễ kỳ đứng lên cáo từ trở về nơi làm việc hai long cũng về phòng mình thay quần áo cùng lên dự lễ kỳ bước chậm chậm chờ hai long đi theo kịp mình ở hành lang y ngả đầu vào vai anh nói sáu thiệu sáng nay mần tuồng giờ ép vừa thiển cận vừa hăng máu vịt mất điểm nặng với việt cộng rồi mà chịu tòa đó kỳ nháy mắt mỉm cười với hai long khẽ gật đầu rồi dạo bước. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 24 của tiểu thuyết Ông Cô Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.